Hai Thương về rồi hả? Đi làm có mệt không? Ông tới đây làm gì? Tôi có chuyện muốn nói với Hai Thương nè. Giữa tôi với ông không có chuyện gì để nói hết. Hai Thương uống nước đi nha. Tôi tự rót được. Chuyện lần dày năm sau á, Hân học lớp 12 rồi nó sẽ thi đại học. Tôi tính đưa bé Hân lên thành phố. Không, con tôi không đi đâu hết. Hai Thương, tôi biết tôi có lỗi với Hai nhiều lắm, cho nên tôi muốn bù đắp cho hai mẹ con đó mà. Mẹ con tôi không cần ông bù đắp. Ông về lo cho vợ con ông đi. Đừng để họ xuống đây làm phiền tôi nữa. Tôi đã nói với Mỹ Lệ rồi. Mỹ Lệ cũng... Tôi không muốn nghe chuyện gia đình ông. Hãy để cho mẹ con tôi yên đi. Con gái tôi học ở đây, nó cũng có cái chữ cái nghĩa, cũng nên người như người ta mà. Nhưng mà lên thành phố học thuận lợi hơn, tôi sẽ dễ bề chăm sóc cho Hân mà. Cho dù con Hân nó có phải lên thành phố để học, tôi cũng đủ sức để lo cho nó. Tôi chỉ có một mẹ một con thôi, tôi không muốn nó đi đâu hết. Hai Hân. Thôi. Tặng cho Hân á. Tặng cho Hân. Ờ. Trời ơi, bắp bông bụi mà đẹp dữ vậy. Ừ. Đầu tiên Hân thấy bắp bông bụi vậy luôn á. Trời ơi, đã quá à, y chang như trên phim vậy á. Biết ngay mà thấy chưa, biết là con gái lúc nào cũng thích hoa hết, nên mua cho mình cái bông bụi. Nếu mà thích mấy bông tôi mua cho nhiều bông được. Đã quá à. Mà cái màu này Hân thích không? Thích, tôi thích nhất là màu xanh luôn á. Cái này nha, mà tôi xé dù nhỏ ra cho nhiều mấy cái bình cũng đẹp đúng không? Tôi nghe nói là sắp đi lên thành phố học hả? Ba của Hân tính cho Hân lên thành phố học, nhưng mà mẹ chưa có đồng ý. Sao kỳ vậy? Nhưng mà không sao đâu, mai mốt trước sau gì mẹ cũng cho à. Với lại á, thuyết phục mẹ đi, đi lên thành phố học vui lắm á, với lại học tốt lắm. Ủa? Sao bữa Toàn nói là lên thành phố học mệt dữ lắm mà? Ừ thì mệt, ý là ở trên đó học nhiều á, là học từ sáng trưa chiều tối luôn, nhưng mà vui, có nhiều bạn mới nè, với lại có nhiều cái hay lắm. Vậy hả? Ừ. Vì biết sao nữa không, ở trên thành phố á là có nhiều chỗ đi chơi nha, có mấy cái khu trung tâm thương mại lớn với lại mấy cái chỗ vui chơi á. Ui. Nè không ấy, nói với mẹ đi, đi lên đó học xong rồi cái rảnh giờ nào là tôi chở Hân đi chơi. Ủa gì vậy? Không biết. Trời ơi, đã quá à. Nhớ nói mẹ nha. Với cái mớ cải này cho anh Cường nó ăn coi.
cả cái mùa này hơi xấu à. Nhớ ơi. Hả hả? Cá đây. Có không? Nhóc luôn. Trời ơi, sao lần nào câu cá gì cũng nhóc hết vậy? Cái tướng này sát gái. Ê rồi. Sát cá. Trời ơi. Hay lắm nha. Đi câu lần nào về cũng nhóc hết trơn á. Có bao giờ ăn hết đâu. Có câu cá hả? Tử. Thôi cho mấy người đó. Là cho tôi đem lên thành phố phải không? Làm để ăn ở đây, đem thành phố gì? Trời, ăn này nói gì tưởng nó cho đem thành phố. Ủa là sao? Sao mà thành phố là sao không hiểu? Bộ mấy người định gì thành phố hả? Không. Dạ. Có chuyện này à, tình bạn được nhớ nè. Chuyện gì chứ? Chuyện thái độ nhanh vậy? Phong, năm nay cũng 17 tuổi rồi. Năm sau cũng vào đại học rồi. Nên tôi định đưa hai đứa lên thành phố học. Lên trên đó đầy đủ điều kiện, tốt, học cũng được hơn. Nhưng mà từ từ đi, đang hè mà. Chờ hết hè đưa tụi nó đi. Không được, ở thành phố á, người ta đã học từ hè rồi. Mình ôm nhiều thời gian như vậy á, thì cái khả năng mình đậu vào đại học cao hơn. Ờ, cũng có lý. Trên đó cạnh tranh nhiều lắm, mình học mà không lại ta là rớt chắc. Thôi được rồi, để tôi thu xếp công việc ở đây. Tôi đi chung với mấy người lên trển lo cho ba cho con luôn. Chuyện này sao nữa? Bỏ muốn tôi lên trển hay sao? Thì phải sợ chị Hai không cho. Mắc gì ba không cho? Bà lớn tuổi rồi, bà tự chăm sóc cho bà được chứ. Bà ăn già hơn tôi nữa mà lo cho bà ăn chi. Ừ thì Ủa, mẹ Hân định nấu món gì cho tôi ăn vậy? Thích ăn gì tôi nấu cái đó. Xà lách này là trên thành phố tôi hay làm. Cái trứng luộc á, trộn với giấm ngon lắm á. Người ta kêu là trộn dầu giấm á. Cái mình luộc cái trứng mình cắt mỏng mình để. Thích ăn vậy hả? Ừ. Ừ, thì tôi làm cho. Dễ đúng không? Dễ. Ú là trời ơi. Wow. Đâu ra bó bông đẹp dữ thần với trời. Của chị á, đẹp không? Đẹp lắm luôn á, hoành tráng thiệt chứ. Tôi mua đó, đẹp không? Tặng cho anh á. Gớm. Cái bó bông ta đẹp nhưng mà gớm. Tôi nói người tặng bông thấy gớm. Kể đi. Lần đầu tiên trong đời á, tôi thấy có bó bông mà đẹp dữ vậy luôn á. Cái bông hồng này là cái bông hồng bự nó nhập đó. Ê, bà mai mốt á, đi lên trên thành phố học xong á, rồi cái tôi thấy mấy cái bông mà cái kiểu màu này nè, cái tôi mua tôi tặng. Nè. Ê. Ai đang nói đồ của mày? Đi ra khỏi nhà tao. Đi ra khỏi nhà tao, đi lên. Không, em làm gì vậy? Đi không? Mày đi ra.
con. Em không thích chị lên thành phố học đúng không? Nếu mà em không thích đó, thì em cứ nói ra, chị sẽ không đi đâu. Không, chị thích thì chị cứ đi đi. Nói vậy là giận rồi. Em nói thiệt, em không có giận. Chị cứ lên đó trước đi. Trước sau gì em với thằng Vũ cũng lên đó mà. Em với Vũ cũng lên thành phố học hả? Ba Cường nói là ba Cường muốn đưa em với Vũ lên thành phố để đi học. Mai mốt mình cũng sẽ được ở gần nhau thôi. Chị ở đâu em ở đó. Không được. Sao mà không được? Em chỉ lên trên thành phố rồi để chăm sóc cho hai đứa nhỏ thôi. Hai đứa nhỏ là con của thằng Cường. Bây giờ cha con nó sum họp, tự nhiên em cuốn gói đi theo làm cái gì? Thì nuôi tụi nó từ nhỏ, bây giờ tụi nó đi rồi, sợ tụi nó không lo lắng chăm sóc cho nhau được, cho nên mình theo là để lo lắng cho tụi nó. Thằng Phong với thằng Vũ nó lớn rồi, không cần em phải chăm sóc tỉ mỉ như vậy đâu. Cái gì vậy? Nè, không có thở dài thở ngắn hay chưa? Út, em có biết là ở ngoài người ta đùn em như thế nào không? Đúng gì? Người ta nói em là săn pha nhớt đó. Tào lao, hồi nào làm gì có? Tại vì sống mà người ta đồn cái nghe cái xong để trong bụng cái về quạng nghe mà. Người ta có nuôi mình ngày nào không? Người ta đồn chuyện kể người ta. Đứa nào đồn? Đứa nào đồn? Hay quá ha. Người ta đồn nguyên một xóm đó kìa. Giỏi ra đi ra bịt miệng người ta đi. Chị nói đi, em đang quýnh gãy răng tụi nó hết á. Thì đi ra quýnh đi, ra quýnh đi. Không có rảnh. Quýnh tụi nó đau tay đau chân. Nó đâu có nuôi mình ngày nào đâu, mình phải bận tâm. Thì bây giờ phải làm cho người ta bớt đồn đi chứ. Tóm lại, em không được đi đâu hết. Còn nếu như em nhất quyết ra khỏi cái nhà này, tình chị em mình coi như là chấm hết.